Rồi, để bắt đầu thực hiện thì mình dùng chỉ xanh để làm mình trước ha, cái mình trước. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một vòng tròn ma thuật gồm có 8 mũi móc đơn. Rồi, mình rút lại. Sau đó các bạn móc vào cho mình 2 mũi móc đơn chung một chân. Là tăng mũi các bạn. Mình sẽ đánh dấu lại đây ha. Đây mình không có làm mũi trượt. Rồi, mình sẽ móc tiếp một mũi nữa vào trong chân này. Các bạn cứ làm là 2 mũi móc đơn chung một chân, 2 mũi móc đơn chung một chân cho đến hết. Là kết thúc ở vòng số 2 này mình sẽ được 16 mũi. Rồi, sau khi kết thúc vòng số 2 mình qua vòng số 3 ha. Ở vòng số 3 thì các bạn cũng dùng theo công thức, đó là một mũi đơn, sau đó một mũi tăng, một mũi đơn rồi một mũi tăng, hai mũi móc đơn chung một chân các bạn. Đó, mình lặp lại 8 lần như vậy nhé, cho đến hết vòng. Rồi, qua dòng kế tiếp. Mình dùng cái đánh dấu này thì mình không có làm mũi trượt ha. Ở dòng thứ tư này mình sẽ làm theo công thức, đó là 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1, 2, rồi với mũi hồi nãy nữa là 3. Bây giờ mình sẽ làm mũi tăng ở đây. Đó, cứ 3 mũi đơn rồi đến 1 mũi tăng. Lặp lại cho đến hết dòng. Rồi, mình tiếp tục đánh dấu ha. Ở dòng thứ 5 này thì mình sẽ làm theo công thức, đó là 2 mũi đơn, 1 mũi tăng rồi đến 2 mũi đơn. Các bạn cứ làm vậy, 2 mũi đơn, 1 mũi tăng, 2 mũi đơn. Như vậy cho đến hết vòng nhé các bạn. Rồi, từ giờ mình sẽ sang vòng thứ 6. Thứ 6 này thì các bạn sẽ móc vào mũi chân lên là một mũi móc đơn, tổng cộng là sẽ có 36 mũi móc đơn. Và mình cứ làm như vậy từ hàng thứ 6 cho đến hàng thứ 13 nha các bạn. Như vậy cho đến hàng thứ 10, 11, 12, 13. Mình sẽ gặp lại ở vòng thứ 13 ha. Rồi, sau khi kết thúc vòng thứ 13 mình sẽ sang vòng thứ 14. Đây các bạn sẽ làm theo công thức, đó là 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm, rồi 2 mũi móc đơn. Rồi mình bắt đầu giảm ha, giảm như thế này đó các bạn, chọt. Rồi về đến 4 mũi móc đơn đó. Rồi các dòng 15, 16, 17 thì các bạn sẽ làm theo công thức mình để trên màn hình ha. Mình cứ làm mũi giảm như vậy cho đến hàng thứ 18. Mình thấy là còn một cái lỗ vừa như thế này thì mình sẽ nhét gòn vào. Rồi mình tiếp tục thực hiện thêm 6 mũi giảm nữa. Đó các bạn giảm 2 mũi trộn thành 1 giảm. 2 mũi thành 1. Bên này qua bên kia.
giảm. Bên này vào đây đó, các bạn cứ làm như vậy cho đến hết dòng. Rồi sau đó các bạn thấy thành phẩm của mình nó tròn đều và nó không có một cái lằn sọc ở giữa. Đây mình sẽ kết chỉ ha. Tiếp tục mình sẽ đi làm phần tay. Ở phần tay thì các bạn sẽ làm lên cho mình là vòng đầu tiên là sẽ làm một vòng tròn bắt đầu cùng có 3 mũi móc đơn. Rồi các bạn không có làm mũi trượt mà tiếp qua vòng thứ hai thì sẽ làm là 3 mũi tăng. Tức là kết thúc vòng số 2 mình sẽ có tất cả 6 mũi móc đơn. Rồi cái sang vòng thứ ba thì mình sẽ làm công thức là một mũi đơn và một mũi tăng, một đơn một tăng, một đơn một tăng. Rồi qua vòng thứ tư thì mình lại làm một mũi đơn, một mũi tăng, rồi một mũi đơn. Công thức mình có để ở trên nhé. Đó, một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn. Cứ lặp lại như vậy cho đến hết vòng. Rồi qua vòng cuối cùng, vòng thứ năm mình sẽ móc vào đây 12 mũi móc đơn ha. Rồi mình sẽ làm hai tay, các bạn làm thêm một phần như vậy nữa. Đó là xong phần tay. Bây giờ mình sẽ qua phần tay. Phần tay này đầu tiên các bạn cũng tạo một vòng tròn ma thuật gồm có 8 mũi móc đơn. Rồi các bạn móc qua vòng thứ hai, không có làm mũi trượt mà móc luôn là một mũi đơn và một mũi tăng. Một mũi đơn rồi giờ một mũi tăng. Bạn là cứ làm mũi đơn mũi tăng cho đến hết vòng. Rồi sang hàng thứ ba thì mình cũng làm tương tự là một mũi đơn và một mũi tăng. Đó mình đã nhớ lại rồi, cứ làm một mũi đơn một mũi tăng. Rồi tiếp tục ghim lại qua vòng thứ tư đến vòng thứ sáu là trong hai vòng kế tiếp đó là mình sẽ làm 18 mũi móc đơn thôi. Vòng thứ tư đến vòng thứ sáu là mình làm 18 mũi móc đơn nhé các bạn. Rồi tiếp tục đến vòng thứ bảy. Vòng thứ bảy mình làm theo công thức đó là mũi một mũi móc đơn và một mũi giảm. Các bạn giảm ở đây, lấy mũi bên đây, lấy mũi bên kia, rồi một mũi giảm. Các bạn cứ làm một mũi móc đơn và một mũi giảm, lấy bên đây, lấy bên kia, giảm. Rồi tiếp tục đến vòng cứ như vậy cho đến hết hàng. Rồi tiếp tục qua vòng thứ 8. Thứ 8 này thì mình cũng chỉ làm 6 mũi giảm. Nhưng mà khi mà mình giảm, mình thấy cái lỗ nó vừa rồi thì mình có thể nhét con vào, nhét bông vào. Các bạn nhét cho chặt tay nha. Rồi.
Sau khi nhét chặt và gọn vào thì mình sẽ tiếp tục là giảm mũi. Nhằm cuối thì mình sẽ làm sau 6 mũi giảm để kết vòng. Đó, vậy là mình đã xong phần tay. Và các bạn làm hai tay nha. Bây giờ qua làm phần chân. Phần chân thì đầu tiên mình cũng làm một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Phần chân thì nó sẽ to hơn tay một xíu. Rồi móc vào vòng thứ hai, nhớ kim đánh dấu lại. Vòng thứ hai thì các bạn sẽ làm cho mình mỗi chân móc làm một mũi tăng, hai mũi móc đơn chung chân đấy. Là kết vòng thứ hai là mình sẽ được 16 mũi. Rồi. Tiếp tục đến vòng thứ ba, các bạn làm cho mình một mũi đơn và một mũi tăng, một mũi đơn rồi một mũi tăng. Đến hàng kế tiếp, rồi, nhớ ghi vị trí lại. Hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc cho mình 24 mũi móc đơn. Và phần thứ 5, thứ 6, thứ 7 cũng vậy. Rồi, qua đến hàng thứ 8 thì mình bắt đầu làm mũi giảm ha. Ở hàng thứ 8 này mình sẽ làm một mũi đơn, một mũi giảm, một mũi đơn. Rồi, các bạn cứ theo công thức như vậy đến hàng thứ 9. Thứ 9 thì mình sẽ còn một mũi đơn và một mũi giảm thôi. Một mũi đơn, một mũi giảm. Rồi, hàng thứ 10. Qua hàng thứ 10 thì mình sẽ tiếp tục làm mũi giảm, làm 6 mũi giảm. Và ở đây thì mình cũng sẽ nhét gòn vào. Các bạn nhét nhớ chặt tay nha, cho cái vòng của mình nó dễ thương, nó cứng cứng nha, dễ thương. Rồi, vậy là ở phần chân này mình sẽ móc lên cho mình một cái dây bính dài khoảng 40 bính. Các bạn thích dài hơn thì có thể làm dài hơn, mình thấy 40 bính là vừa. Sau đó mình sẽ nối cái phần chân với phần tay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi làm mắt ha. Đầu tiên các bạn dùng len đen làm cho mình một vòng tròn ma thuật gồm có 6 mũi móc đơn. Rồi không làm mũi trượt mà chúng ta sẽ móc tiếp vào vòng thứ hai là mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn, là mũi tăng ha các bạn. Kết thúc vòng thứ hai thì mình sẽ được 16 mũi móc đơn. Sau đó mình hàng thứ ba mình sẽ dùng chỉ xanh. Ở đây len xanh thì mình sẽ móc theo công thức đó là 4 mũi móc 4 mũi trượt, 2 mũi móc đơn, 3 mũi rồi bây giờ đến mũi tăng nè, 2 mũi tăng chung một chân nè, 2 mũi đơn tăng một chân, là gồm có 3 mũi tăng như vậy. Rồi sau đó đến 2 mũi móc đơn và chúng ta trượt kết hàng. Rồi qua đến màu trắng. Ở phần màu trắng này thì mình sẽ đâm vào trong chân của màu đen á. Mình làm đó, cứ làm mà mũi tăng. Ở vòng thứ tư này thì mình sẽ làm mũi tăng, 2 mũi móc đơn cho một chân và đâm vào trong màu đen để làm.
Rồi đến qua dòng thứ năm thì mình chỉ làm một mũi móc đơn, một mũi móc đơn thôi. Bây giờ mình sẽ đi khâu các phần lại với nhau. Mình sẽ khâu phần tai trước rồi đến phần mắt. Sau khi mình đã khâu được phần tai và phần mắt thì đến phần chân. Cái phần chân hồi nãy mình móc khoảng 40 bính đó, mình sẽ kéo từ dưới đáy lên. Rồi sau đó mình nối phần tay vô. Mình kéo không? Mình nối thì bạn sẽ kéo được. Mình kéo từ dưới lên sẽ kéo được và mình sẽ nối cái phần bên còn lại. Đó, mình kiểm tra là đó, mình kéo được hai bên. Sau đó mình sẽ móc thêm một cái phần cuốn móc ở phía trên nữa để mình có thể gắn cái móc khóa cho nó dễ hơn á. Rồi, thế là xong thành phẩm rồi đó các bạn. Các bạn thấy thành phẩm có dễ thương không nào? Cảm ơn các bạn đã xem. Đăng ký kênh ngay để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.